Được rồi. Rồi tiếp theo là một cũng một cặp hồng ngọc mai luôn, 300k một cặp luôn. Đây này là bonsai siêu mini rồi, vô chung cuốn trà của Nhật luôn rồi. Đây cây số 2 đây, đây cái tàn nó đây đó. Cái này cũng là một cặp luôn nha, 300k nha anh em. Đây cái tàn nó đây rồi, 300k hai cây. Rồi 300k hai cây hồng ngọc mai nha, không phí vận chuyển nha, xin kết thúc.